Anh em hãy liên tưởng kẻ địch đến những người anh em cho là gọi là có khí năng thấp. Thằng vừa rồi được đánh giá là mang, còn ông bạn bên trên kia thì được cho là ngang với bạn gấu. Đây là cách để anh em gọi là có tự tin khi đối mặt với kẻ địch. Tôi nói không có điều, anh em cứ cứ tin tôi. Ba gấu với chúng tôi. Chạy đúng không? Ba gấu chạy đúng không? Ba gấu này đấy. Anh em hãy hãy làm theo tôi nhá, làm theo tôi nhá. Suy nghĩ như tôi. Để bình thường là tôi suy nghĩ cơ nhưng mà tôi đang hướng dẫn anh em nên tôi phải nói ra bằng miệng. Đấy. Ba gấu à? Ba gấu, sao toàn ba gấu vậy? Ba gấu sao toàn mất em rồi? Thôi chấp đi, toàn ba gấu rồi.